Dạ Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Sáng nay thì bộ Bắc Nam rất là bình yên quý cô chú anh chị và các bạn. Thì em đang ngồi bên nhà trời em thấy có chị Nga lên ha. Tuyến mộ Bắc Nam nè. Sẵn tự trên nhà anh chị nè, trên Bình Phước nè, má chị cho Nguyễn Trang ở Đồng Phú á. Ủa mắc hả chị? Mấy hôm nay bệnh nó là chị nhà suốt luôn. Ôi em chưa chưa buồn với chị nha. Bây giờ là được một thắt rồi, thắt bữa nay mới vừa cúng xong nè. Chị hả? Giờ anh chị đang xây mã ở chảnh nữa. Nghĩa Trang Nguyễn Trang ở trên Đồng Phú, Đồng xã Tân Lập. Dạ. Tại vì mấy bữa má bệnh nó đem má về chảnh, đem về nhà ông anh nó chảnh. Dạ. Giữ chị canh suốt luôn, có sáng đêm luôn. Trời ơi. Cái giờ lạnh nó ho ho cái chị vuốt ngực dỗ ngực vậy nè. Dạ. Cái má bà là hai lần cái bà ngực xuống, cái chị sợ quá chị kêu anh ơi anh Thanh ơi sao má không thở nữa nè. Chị thức với má chị sáng đêm luôn á. Dạ. Bạo lên trên trên cái ngực chị nè. Dạ. Cái chị vuốt rồi dỗ dỗ rồi sao thấy bà im im, vừa cho uống nước uống sữa xong đi luôn. Nhẹ nhàng hả chị ha? Đây, bác ra đi cũng nhẹ nhàng chị. Ừ. Giờ đi về làm giấy tờ. Dạ. Hôm nay con tới con thắp cho cậu nằm nhẹ nhàng, con đi về Hóc Môn con làm giấy tờ cho má con. Má con cũng mất rồi, con không biết có dịp đi nữa không. Giờ ở nhà cúng cơm. Dạ. À, con mời cậu ăn bánh con lan với uống sữa, với con có bình bông không gỡ. Chị qua con chưa buồn với lại gia đình mình nha chị Nga. Dạ. À, chị Nga phải nói là một người rất là yêu mến Bắc Nam, cũng như là cô Thanh Trương Huệ, soạn giả Nhi Kiều, người sinh dân Tấm Văn đó, và cũng như là ông ngoại ngộ cả nhà. À, hôm nay thì chị xuống chị thắp hương cho Bắc Nam, cũng như là có chia sẻ là mẹ chị bệnh đó, cũng do lớn tuổi đã mất rồi, hôm nay là nghe nó cúng thắt gì rồi mà mình không có biết đây. Chị quay giùm em. Chị là rất là hay xuống để cúng, như là mua cho cô Huệ cái hộp đựng nhang này cô chú anh chị, cũng là chị Nga đó nha. Và mua cái bàn cho cô, cho ông ngoại cũng chị Nga luôn. Dạ. Đây. Cắt bông. À, để đi. Vút xuống rồi đúng không? Chị giữ má chị xuống mà đâu có đi đâu được đâu, canh hả 24/24 ở dưới nhà Củ Chi á. Chị nói cái nãy được bao nhiêu rồi chị? Bữa nay được một thắt rồi, cúng một thắt đầu nè. Là 7 ngày đó hả? Ờ, bây giờ là đi về Hóc Môn làm giấy tờ tại hộ khẩu dưới Hóc Môn. Dạ. Nên đi về dưới làm, đi ngang là sẵn ghé đường vô luôn, mốt thì không có dịp đi nữa, ở nhà cúng cho má rồi đâu có đi được nữa đâu. Chị nói là cái thằng này cho ông quậy ngọn với lại. Này chị mất. Còn giả gì kèo đi, cãi đi thăm. Yeah. Thắp có nhiều, thắp nhiều. Xin chào cô Huệ, con mời cô Huệ. Xin chào cô chú anh chị và các bạn trên kênh của em nha. Quán của chị là cho con Huệ. Đây là chị Nga ở Củ Chi, cô chú anh chị. Chị rất là thường xuyên xuống cúng cũng như là mua những cái đồ cho ông ngoại, cho chú Năm và cho cô Huệ đó nha. Và soạn giả Nhi Kiều. Chị đi giờ lên trên đó xã cũng nghỉ rồi chạy về tới nghe em giữ giấy tờ ngày hôm qua ký hết rồi, giờ chị quay đứng một khẩu má chị. Một thì sao chị thăm chứ? Đang anh chị đang xây. Đang xây ở đó nghỉ chân nó cũng đẹp lắm. Xây bánh nào cũng bên sản giả chị. Chào anh. Chào anh. Chào em của chị Nga của chú chị. Anh Lung. Cúng quán qua đi cho lại. Gặp thắp nhang, gặp thắp nhang dùm đi, thắp nhang đi. Nhang vòng vòng ha. Con chào cô Huệ, con đi qua bên ông Huệ Chinh Chân Ngộ với mình đi theo chị Nga xíu mình sẽ quay trở lại mộ chú Năm ha cả nhà ha. Hiện tại em đang phát trực tiếp trên kênh Nắng Xuân. Chào cô chú anh chị nha. Tài thì đang phụ với chị Nga cho nên là em cầm máy cho Tài nha cả nhà. Thôi tại có thời gian rảnh thì cứ lên. Đi tổng đường ghé vô luôn. Rồi trái rồi đó, trái rồi đó. Nè thắp giùm cho trái đi cho cậu. Tại đi ngang thắp cho cô. Dạ. Lát đi qua lại nhân dân xong.
em đi đi theo chị Nga nha. Nha. Để rồi lát nữa mình có cái kéo mình cắt luôn cho bắt nhậu luôn nè. Giờ thì chị đang cúng cho bác soạn giả Nhì Kiều và nghệ sĩ Lê Văn Tám nha. Chị em trong đây mạnh khỏe nha. Đi đi về mốt có việc thì được đi, mà không có việc thì cũng được. Thích không? Thích không? Thôi, con nghẹp đi. Bây giờ đi qua bên ông ngoại để cúng cho ông ngoại của chú anh chị. Mình đi qua ông ngoại xíu mình sẽ quay trở lại. Cái này chào ông ngoại Dương Văn Lộ nha. Con mà ông ăn bánh bông lan đi. Là nhiều. Dạ. Ở dưới đây. Dạ không sao chị. Nghe nãy rồi mình quên luôn. Có nhà này của chị luôn nè. Bây giờ chưa hết luôn á. Còn á hả? Bữa chị đưa cho bỏ. Hai bó bự. Không rác kia cho chị. Chị. À để dành hả? À dạ. Ý là chị để dành cái gì để cúng bánh cho ngoại con chị. Con chào ông đó là con đi về luôn. Rồi đó là mạnh khỏe nha. À cái bàn cái máy tuần kinh có ngoại cũng chị Nga mua sắm cho ngoại của chú anh chị. À chị nha, nói chung là chị Nga là một người rất là tốt luôn cô chú anh chị. Chị cũng những lần mà tụi em đi quay những cái hoàn cảnh đó, như là cái bác mà chết không có hòm á của chú anh chị, thì chị Nga cũng giống như là kêu gọi phụ tụi em là đóng góp để giúp cho hoàn cảnh đó của chú anh chị. Rồi đúng rồi, cắm xích ngoài đó cho nó rớt cái tàn á. Đây chị cúng bánh bông lan cho ngoại của chị. Nhang này hả? Ờ. Đây là bánh ít. Bánh ít. Bánh hả tài? Bánh này tài biết bánh ít rồi cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị. Bữa quýnh quán quá chị không có coi luôn á. Vậy hả? Em không thấy ai bình luận trên ta.
Cái gì nữa, dạ. Thấy mấy bữa coi thấy người ta bị nói quá trời hả? Dạ, không nói kệ chị không sao. Dạ. Dạ. Em thì em không biết nói gì thì cũng biết chia buồn với chị ha. Hồi vì bác cũng lớn hả chị? Nhiều tuổi rồi? 80. 80 cũng, dạ. Với lại bệnh cũng lâu rồi ha. Cũng mấy năm rồi nằm liệt một chỗ. Cái mấy đi về anh chị nè, anh chị nói thôi đưa má về đây, giờ má bà yếu lắm rồi, tại vì ở nhà chị ở dưới Củ Chi này nè, là cái đường nó có 1,5 m đi từ ngoài đường lộ á đi vô nó có 1,5 m, nó đường nó nhỏ quá, không có để được một cái bàn nữa mà mình cúng, còn ở trên anh chị là để được 10 cái bàn, rồi bà con người ta lại rất là đông, có chỗ ngồi. Rồi má chị bệnh nó về, bà con đó cũng lại thăm cho nước yến, cho đồ quá trời, cho sữa. Má được con tuần lễ. Nó má chị nằm lỡ cái lưng này nè. Cái chị kế bên nhà chị bán cái hộp thuốc á, chị đâm cái thuốc đó xong rồi chị bôi lên. Cái chị thấy nó khô, mũ khô đồ, chị mừng quá trời luôn. Còn lúc mà nằm ở đây nè, nó làm mũ của nó ứ trong này nè. Chị lấy bông gòn chị chùi, rồi chị lấy nước muối chị rửa. Chị xức thuốc nhưng mà nó ngày mai chị dở ra nó vẫn chảy máu chảy mũ. Rồi cái chị thấy không ổn rồi, cái chị nói vậy sao mà làm được nổi. Cái thằng em chị nói chị cứ đổ một u vô đi, tại vì á bây giờ vô nhà thương á nó cắt nó mổ á, lấy bằng gọn nhét vô rồi nó lắp cái miếng da của mình nó mai lại. Mà bà ngoại vợ của thằng em chị á nằm tốn hết mấy chục triệu luôn mà không lành. Mà bà có bị tiểu đường gì không? Không, mà lúc đi xuyên á khám không có bị tiểu đường. Nhưng mà chị xuất thuốc á, nó lành được hai đợt, rồi đợt này đợt thứ ba nó nó lủng cho một lỗ nha. Nó lủng hồi nào mà chị cũng hay luôn. Do nằm bị tỳ đè á kìa. Gọi là nằm lâu ngày á, cái vết tỳ đè nó máu huyết nó không lưu thông, tạo nó hoại tử. Cái hả, chị lấy cây kìm á, chị cắt máu mủ ra. Chị dít ra máu mủ mà chị ngồi chị làm trực tiếp, em chị thấy máu nó xào lắm. Không có đứa nào mà làm được á, chỉ có mình chị làm mà. Mà tối nào chị cũng thức tới 3-4 giờ, chị đỡ má chị lên cái chỗ lồng ngực nè. Chị vuốt rồi chị dỗ. Chị nói nếu mà hút đàm được chị cũng hút ra cho má chị luôn á. Mà nó nghẹt quá má chị thở. Khó thở không? Giống như mình trẻ nè, mình bị mưa, mình lạnh, mình nghẹt đàm thì mình còn khạc ra được. Còn ở lớn rồi giờ có khạc không được. Giống như có không còn sức. Không còn sức nữa, cái chị mới nạo lưỡi. Nạo lưỡi cho sạch được 2-3 lần, chỉ có uống sữa. Rồi chị lấy cái ống bơm á, chị bơm vô chị dán kêu má chị uống. Không có sữa em su đó. Em su. Uống được bữa đó không ăn không uống luôn. Cái mấy người sớm nói trời bữa nay bà hai cái mặt xanh quá đi. Cái kêu bác sĩ lại á, bác sĩ nói giờ bà yếu lắm rồi. Xong rồi cái chị điện kêu anh kêu em bữa đêm. Chị quýnh quán có mình chị nhà. Xỉn nó ngủ. Còn thằng em kia thì nó căm. Nó ngủ trên gác á. Biết kêu ai. Có một mình chị điện thoại chị kêu hai đứa kia thì ở nhà trọ. Chị điện á, kêu anh chị ở trên Bình Phước. Mấy ổng cũng quýnh quán quá. Cái chị dâu á, ổng mới kêu xe 7 chỗ chở má chị về chển. Về chển cái bà con lại cũng thăm rồi nói thôi bà dán uống sữa uống thuốc cho khỏe đi nha. Rồi cái chị đó, chị đưa cái hộp thuốc đó chị đắp, chị đâm da chị đắp chị thấy lành, nó không còn máu mủ nữa. Cái gì mừng quá trời luôn, nó khô cái này nè. Chị qua lấy cái kìm chị cắt hết cái dành. Rồi chị đắp thuốc chị nhét vô cái chị thấy nó khô. Cái ngày cuối cùng đó, chị đắp thêm một viên nữa. Tối có đi luôn. Ai cũng ngủ hết trơn. Chị thức canh ha. Thức canh suốt. Chị nằm kế bên má chị, cái gì dở cái dài lên chị dỗ. Giống như ôm á. Nó cuốn cái lưỡi lên. Cái chị quảng hồn quảng vía con mình chị ở trong phòng. Chị la lên, anh ơi, chị kêu anh chị á. Anh ơi, coi má sao mà không thở nữa nè. 2 giờ rưỡi mà kêu anh chị đi chạy ký bác sĩ hết ở trên Tân Lập á. Có cái ông bác sĩ đó là năn nỉ, ổng chở anh chị chở ông lợ luôn. Ông khám cho má chị hết thở rồi. Vậy cho mình biết mình an tâm. Chị đâu kêu mà chở đi nhà thương đâu, giờ kêu xe cấp cứu chở đi nhà thương hả, nó rất là khó. Đúng rồi. Đi lên trên đồng sòi lận. Ơi quảng hồn quảng vía cái hả, hai anh em quýnh quán quá với bà chị dâu. Em nói anh Thành đi chạy qua nhà hàng xóm kêu cái chị kế bên đi, có cái chị kế bên chị thức sáng đêm luôn. Còn mấy nhà kia người ta ngủ, nhà cũng khít khít ở chảnh á. Vậy đứng chị niệm Phật cho má chị. Má chị mở cái miệng ra nè,
mở con mắt nha. Dạ. Cái chị đứng chị niệm suốt luôn, chị nói niệm Phật, niệm từ tiếng từ tiếng tiếng lát. Cái chị niệm từ từ tới khi thấy má chị cái miệng khép lại. Dạ. Rồi tới sáng á điện thoại kêu con cháu lên hết, còn dạ. Ông ở trên Đồng Nai nữa. Dạ. Ông lên không kịp là liệm mà. Dạ. Ông quen liệm mà. Dạ. Cái từ từ mắt má chị khép lại luôn. Giống như nhìn con cháu là cuối vậy ha. Dạ. Cái chị nhìn má chị khép là cái miệng, dạ. Chị mừng á, hoa má ơi má khép miệng ơi, đừng có hả miệng ra. Dạ. Cho đi nhẹ nhàng đi. Chị đứng chị canh má chị suốt luôn, không có đi ra làm gì trơn. Dạ. Đứng chết chân luôn. Dạ. Cái đó là trong hoàn cảnh đó ai cũng phải gọi là bất chị ngờ. Chị không biết làm dạ. Gì chứ, chị đứng chị canh má chị hoài, chứ dạ. Đứng nhìn má chị hoài luôn. Dạ. Thôi mình đi làm giấy đi chị. Rồi. Cho nó sắp. Nè, chị đem theo giấy tờ này dạ. Đó. Em cũng không biết nói gì, chia buồn với anh với chị ha. Rồi giờ lên chắc... ghé sẵn được. Tại giờ dạ. Thì lên là xã cũng nghĩ là mấy dạ. Giờ hắn xin. Mấy giờ? 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi là đi về tới chợn. Rồi nó nghỉ trưa, nghỉ làm việc 11 giờ rưỡi là nghỉ làm việc rồi. Dạ. Rồi tới 1 giờ rưỡi mới làm. Dạ. Rồi lấy xe đi về. Dạ. Dạ. Cũng nguyện cầu cho bác về vãng sanh về Tây Phương. Bữa nay á là chị mới vừa cúng xong, em nó đi, nó ở nhà với cho thằng em kia thằng Cam đi làm. Dạ. Rồi bà chủ rồi dưới cũng có gỡ tiền cúng nhang đèn đồ. Dạ. Cái không có đi được cái qua chuyển khoản qua cho bà chị không. Dạ. Rồi mấy đứa em làm nghỉ hết, đâu có ai đâu, đi cúng xa quá. Mà dưới đó cũng dễ ha, giống như là được an táng xong rồi cái mới đi làm giấy khai tử. Báo tử ở báo trên tử. Đó. Rồi xong rồi lấy cái giấy báo tử đem về ở Hóc Môn, tại vì ở Hóc Môn là hộp khẩu chị đó. Rồi đó má chị ở trên đây. Yeah. Rồi cắt khẩu nguyên gia đình đi xuống dưới Hóc Môn ở. Ở xong rồi cái mà kiểu như mà khó khăn á, giờ yeah. Bán nhà ở Hóc Môn rồi mới đi về ở yeah. Thạnh Đông, Thạnh Đông là Củ yeah. Chi. Em không có thấy chú sao. Ừ. Đó. Yeah. Rồi cái giờ đi về đó làm giấy tờ ngược trở lại. Dạ. Yeah. Đó xong rồi cho người ta làm xong giờ bắt chị phải đứng hộp khẩu, chị phải chạy về nữa. Dạ. Yeah. Tại vì em thấy ở đây mỗi lần mà đi đi chôn hay đi quả táng thì phải báo tử trước. Báo tử trước mới được an táng. Thì bữa đó má chị đi chôn á là cái ông chủ chị hòm á, ông lãnh hết luôn á. Ừ. Ông lãnh hết luôn, ông đi làm luôn cho mình dạ. Với báo tử ở trên đó. Dạ. Ông làm giùm luôn cho mình luôn. Dạ. Là ông nói là đóng 500 thôi. Dạ. Rồi bây giờ chưa có kịp nữa, hôm bữa nói là anh chị tính nói là xin cắt khẩu đó có mình má chị là về đây. Dạ. Chưa kịp luôn, mới vừa nói bữa nay ngày mai xong luôn. Dạ. Và coi như là giờ phải chạy về đây làm giấy tờ gì nữa. Dạ. Thôi chị chào hết. Thôi chào, thì giờ luôn phải ơi. Bà rồi, cũng lớn tuổi rồi, như vậy cũng nhẹ nhàng. 80 tuổi rồi. Cũng nhẹ nhàng rồi thôi. Thứ hai cái chân nè nó bị liệt nữa. Mấy năm rồi không? Mấy năm rồi, nằm mấy năm chị giữ không, chị nghỉ làm chị đâu đi làm đâu. Coi như bà cũng khỏe mà chị bây giờ cũng khỏe đi. Ừ. Dạ. Chắc má chị thấy chị giữ cực khổ quá dạ. Rồi má chị đi luôn. Rồi. Dạ, chị đừng buồn ha chị ha, chị buồn với anh với chị ha. Dạ. Em không biết nói gì, Sơn nguyện cầu cho bác về Tây Phương cực lạc đi, vãng sanh ha. Dạ chào anh, chào chị. À, cô chú anh chị đó là chị Nga đó. Chị Nga thì rất là thương bác Năm, cũng như là ông ngoại ngộ, cũng như là soạn giải Nghị Kiều, cô Huệ. Đó, mẹ của chị Nga thì bị bệnh cũng khá là lâu rồi quý cô chú anh chị. Mới vừa mất được khoảng một tuần lễ, được thắt đầu rồi. Thì chị cũng kể lại cái sự việc của gia đình của má chị mất á. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì cũng biết chia buồn với chị và nguyện cầu cho bác về cõi an lành, cõi Tây Phương cực lạc. Thôi thì em cũng xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo của em ạ.